Một cách cực kỳ đơn giản, hết ngay đau dạ dày, đại tràng mà không cần dùng thuốc tây. Anh chị em có tin không ạ? Những anh chị em nào đang bị viêm lết dạ dày, trào ngược dạ dày, HP lớn, nhỏ, thường xuyên đau rát vùng thượng vị và thường xuyên ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, chướng bụng, đầy hơi, ăn uống rất là khó khăn, khó tiêu, thậm chí ăn uống vào phát phải đi vệ sinh ngay, thì mình hay áp dụng thử cái bài thuốc dân gian này nhé. Thì cần lấy một nải chuối tiêu xanh lột vỏ, ngâm qua với nước muối loãng, sau đó thái lát, đem phơi khô rồi tán thành bột, sao vàng lên khoảng 5 phút. Sau đó anh chị em mình hãy lấy cái đó cất vào lọ để dùng dần, mỗi ngày 2 thìa, 1 thìa cà phê mật ong, cho vào khoảng 100-150ml nước ấm và uống trước ăn 30 phút. Có điều kiện ngày uống 2 lần cho em Trung Anh, thì mình uống liên tục trong vào khoảng 1-2 tháng thì cái vấn đề về dạ dày, đại tràng nó sẽ tan biến, mình không cần phải sử dụng đến thuốc tây nhé. Bởi vì cái thuốc tây nó sẽ luôn là con dao hai lưỡi, nó xử lý phần cấp tính. Những trường hợp nào mình cần xử lý phần cấp tính, mình sử dụng thuốc tây. Cái mặt trái của thuốc tây là khiến cho gan thận của mình bị suy, bị kém lên. Nên anh chị em nhá, hãy chia sẻ cái bài thuốc này để mọi người cùng nhau áp dụng, cùng nhau biết anh chị em nhá.